Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Mea Share. Và dành cho các bạn nào chưa biết thì đây là một kênh YouTube mình dùng để chia sẻ những kiến thức về marketing và kinh doanh tự do. Còn mình là Mea. Ok, và trong video ngày hôm nay mình sẽ dành thời gian để giải mã một thứ, đó là TikTok Shop tất tần tật A và G cho các bạn nha. Câu hỏi đầu tiên, TikTok Shop là gì? Một cái từ khóa dành cho các bạn luôn. Nó là một cái sàn thương mại điện tử. Có nhiều bạn cũng hay thắc mắc, ok, TikTok là một cái mạng xã hội, TikTok là một nền tảng nội dung, thì tự nhiên TikTok Shop lại ra thành một cái thứ là sàn thương mại điện tử, nghĩa là sao? Thì các bạn cũng phải hiểu như thế này. Chúng ta đang ở một cái thời kỳ mà social commerce, tức là thương mại xã hội, đang phát triển, và TikTok đang muốn trở thành một người tiên phong có thể làm được sàn về thương mại xã hội ngay trên nền tảng của họ. Cho nên bản thân TikTok Shop ra đời là để phục vụ mục tiêu đó. Và khi mình dùng từ khóa sàn thương mại điện tử thì có nghĩa là TikTok Shop sẽ có những cái tính năng giống như là các bạn có thể đăng sản phẩm lên này, cho giá bán sản phẩm này, các bạn có thể đưa lên những cái chương trình khuyến mãi trên TikTok Shop này, và người dùng, người ta có thể click vào sản phẩm và mua trực tiếp sản phẩm ở trên profile, hoặc là trên video, hoặc là trên livestream của tài khoản TikTok của các bạn luôn. Và nếu như ngày xưa những cái bạn là nhà sáng tạo nội dung trên TikTok này, hoặc là doanh nghiệp muốn kinh doanh trên TikTok, các bạn muốn tạo ra đơn hàng thì các bạn phải làm video, sau đó điều hướng người dùng click vào một cái link, nó tên là link bio, và mỗi phát sinh đơn hàng đều xuất phát từ đó, đúng không? Nhưng nếu vào thời điểm bây giờ thì chúng ta đã có một cuộc chơi hoàn toàn khác, tức là chúng ta sẽ sử dụng TikTok Shop trong câu chuyện chúng ta tạo ra doanh thu luôn, và đó chính là social commerce. Bởi vì social commerce chỉ thật sự diễn ra khi mà người dùng mua hàng trực tiếp ngay trên cái mạng xã hội của chúng ta, hay là trên profile TikTok, hay là trên những cái nội dung video mà chúng ta đăng lên. TikTok Shop thật sự là một câu chuyện cực kỳ tiềm năng để chúng ta có thể tạo ra được những cái lượng đơn hàng rất là lớn. Cho đến giai đoạn hiện tại, TikTok Shop vẫn đang trên chương trình là beta, tức là nó mới bắt đầu thôi và nó đang testing. Thì TikTok hiện tại có hai cái loại tài khoản TikTok Shop, là TikTok Shop dành cho doanh nghiệp và TikTok Shop dành cho những nhà sáng tạo nội dung đơn thuần. Với TikTok Shop dành cho doanh nghiệp á, thì chúng ta có thể đăng sản phẩm của mình lên, quản lý toàn bộ những cái thông tin sản phẩm, bao gồm giá bán này, chương trình khuyến mãi của sản phẩm này, và những cái lượng đơn hàng được đặt này, vận chuyển ra làm sao này, hiện tại đã giao đến tay khách hàng chưa. Đó là tài khoản TikTok Shop dành cho doanh nghiệp để bán hàng, tập trung vào câu chuyện bán hàng. Tiếp theo là tài khoản TikTok Shop dành cho nhà sáng tạo nội dung. Với nhà sáng tạo nội dung á, thì các bạn lại không được tự tay đăng sản phẩm của mình lên trên tài khoản TikTok Shop của các bạn, mà các bạn chỉ có thể lấy những cái sản phẩm của những tài khoản TikTok Shop doanh nghiệp để các bạn bán thôi. Và khi mà các bạn lấy sản phẩm đó các bạn bán thì các bạn sẽ được chiết khấu lại một mức phần trăm, gọi là phần trăm affiliate, phần trăm tiếp thị liên kết. Tất nhiên phần trăm này là bao nhiêu thì tùy vào cái tài khoản TikTok Shop doanh nghiệp đó họ cho creator được bao nhiêu phần trăm. Để chúng ta có thể đăng ký tài khoản TikTok Shop thì wow, chúng ta sẽ có một đường link các bạn, và đường link này là đường link seller để chúng ta có thể đăng ký tài khoản. Thì mình sẽ đặt cái đường link đăng ký ở ngay dưới phần mô tả của video này, nhưng mình muốn nhắc cho các bạn rằng hiện tại chỉ có thể đăng ký trực tiếp khi mà các bạn là doanh nghiệp thôi. Tức là ví dụ các bạn đang kinh doanh, đúng không, thì các bạn sẽ nhấp vào đường link của mình để các bạn có thể đăng ký tài khoản TikTok Shop. Và cách đăng ký cũng rất đơn giản, các bạn chỉ cần điền những cái thông tin cơ bản về doanh nghiệp của các bạn, mã số thuế này kia, nhưng phải có đầy đủ, thứ nhất là giấy phép kinh doanh này, giấy công bố sản phẩm chi tiết này. Và tất nhiên nếu các bạn đang kinh doanh ngành thuốc hay là những ngành thực phẩm chức năng thì sẽ rất khó được duyệt tài khoản TikTok Shop nha. Mình sẽ cho các bạn những cái sản phẩm ưu tiên, ví dụ như là thời trang này, ví dụ như là mỹ phẩm này, ví dụ như là những cái sản phẩm mẹ và bé mà nó thân thiện với người dùng thôi, thì những sản phẩm đó sẽ dễ được duyệt trên TikTok Shop hơn. Đó, đó là dành cho các bạn là doanh nghiệp, các bạn chỉ cần click vào đường link, đăng ký những thông tin cơ bản vào, điền giấy phép kinh doanh vào và đợi TikTok họ verify, họ duyệt cho các bạn. Nhưng nếu các bạn là nhà sáng tạo nội dung thì hiện tại vẫn chưa có một cái đường link hay một cái trang nào để các bạn nhà sáng tạo nội dung tự đăng ký tài khoản TikTok Shop của bạn, mà thông thường các bạn phải thông qua những agency partner, những cái MCN, hoặc là thông qua mình. Nếu như các bạn muốn tương tác với mình, nếu các bạn muốn được đăng ký tài khoản TikTok Shop thì mình nghĩ là các bạn có thể nhắn tin cho mình ở trên fanpage, hoặc là đăng ký vào cái khóa học TikTok Channel Building của mình. Mình sẽ tập trung support nhiều hơn cho những bạn nào đã từng đăng ký khóa học của mình, để có thể các bạn có thể có được cái tài khoản TikTok Shop và tạo được cái thu nhập, tạo được cái kiếm tiền từ việc làm affiliate ở trên TikTok nha. Đây sẽ là phần quan trọng, đó là TikTok Shop có những tính năng như thế nào, media, chuyển cảnh. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái phần trang chủ trước nha. Thì với cái phần trang chủ á, thì các bạn chỉ để xem được tổng quan về cái số lượng đơn mà các bạn bán và cũng như là những đơn hàng đang xử lý thôi, tổng quát thôi. Thì để mà chi tiết hơn, các bạn vào cái phần xem thêm đi nè.
Và trong cái phần xem thêm này, các bạn có thể chọn, ok mình chọn 28 ngày vừa qua tụi mình bán được bao nhiêu nha. Thì đây là cái trang của Kinh Kim. Thì với Kinh Kim thì tụi mình mới setup gần đây thôi. Thì hiện tại các bạn có thể xem được doanh thu này, lượt xem sản phẩm này, tỷ lệ tiếp cận sản phẩm này, số lượng người mua này. Đó, những cái sản phẩm mà các bạn đã bán được này. Và cụ thể hơn là cái video nào hiện tại đang tạo được đơn hàng. Ví dụ đây, video này tạo được doanh thu này, cũng như là số người theo dõi từ cái video này ghét được bao nhiêu phần trăm người theo dõi, bao nhiêu người theo dõi, chẳng hạn là như vậy. Và với TikTok Shop này nha, các bạn cũng có thể gắn luôn được cả cái link mua sản phẩm ngay trên chính cái video mà các bạn upload lên luôn. Hình dung cụ thể thì mình sẽ cho media hiển thị cái video ở góc bên phải, bên trái này, bên trái bên phải gì đó cũng được cho các bạn xem. Thì lúc này trên cái video nó sẽ có một chỗ đường link, các bạn nhấp vào thì nó sẽ ra cái giao diện mua hàng và người dùng có thể order đơn hàng, mua hàng trực tiếp ngay trên cái video này luôn. Tất nhiên là người dùng có thể chọn cái lĩnh vực là ship COD và TikTok cũng như là nhà bán hàng sẽ giao hàng đến tay cho khách hàng của các bạn. Đó là cách làm, đó là cách mà các bạn xem. Rồi tiếp theo các bạn cũng có thể xem thêm một chút số chút xíu về sản phẩm. Chúng ta cũng có thể quản lý những cái sản phẩm mới, quản lý sản phẩm nè, đây. Đó, những cái nào mà các bạn thấy bị đình chỉ có nghĩa là sản phẩm này chưa được duyệt nha. Còn cái nào mà các bạn thấy là đang hoạt động tức là sản phẩm này đã được duyệt. Điều này có nghĩa là khi mà các bạn tạo tài khoản TikTok Shop á, thì không phải sản phẩm nào mà các bạn up lên trên TikTok nó cũng được duyệt hết. TikTok nó sẽ duyệt lại. Đó là do tại sao mà đa số những cái người mà người ta kinh doanh đúng không, mà người ta mới bắt đầu làm TikTok Shop thì nó sẽ hơi bị khó khăn trong việc là đăng sản phẩm làm sao để được duyệt. Và chính vì như vậy họ sẽ cần những cái agency partner để họ có thể được quản lý sản phẩm một cách dễ hơn. Và công việc của tụi mình hay làm á, là tụi mình quản lý TikTok Shop nhãn hàng là giúp cho cái số lượng sản phẩm bị đình chỉ này nè nó ít hơn cái số lượng sản phẩm đang hoạt động. Đó thì tụi mình sẽ có những cái tip để làm được điều đó bằng cách là tụi mình thay đổi lại phần mô tả sản phẩm, hoặc là tụi mình thay đổi về cách mà cho TikTok Shop hiển thị sản phẩm. Thì như vậy cái sản phẩm của các bạn nó sẽ dễ được duyệt hơn một chút xíu. Rồi tiếp theo các bạn cũng có thể xem phần quản lý đơn hàng, quản lý những đơn hàng bị hủy hay là quản lý hàng hóa hoàn trả của các bạn. Thì cái này do là tụi mình vẫn chưa có những đơn hàng nào bị hủy hay là hoàn trả cho nên nó sẽ không hiển thị lên. Sẽ có một cái phần nữa là khuyến mãi. Thì trong phần khuyến mãi này nó chia làm hai phần, đó là chiến dịch hoặc là khuyến mãi bán hàng. Với khuyến mãi bán hàng thì bạn có thể tạo ra được những cái chiết khấu về chi phí vận chuyển này, chiết khấu về sản phẩm, tức là giảm giá sản phẩm để các bạn có thể bán nhiều hàng hơn. Hoặc là phần chiến dịch, thì chiến dịch này nó sẽ có hai dạng chiến dịch nha các bạn. Một là chiến dịch sản phẩm, hai là chiến dịch phát trực tiếp. Thì với chiến dịch sản phẩm hay phát trực tiếp này nó đều là những chiến dịch mà do TikTok họ sẽ cung cấp cho chúng ta. Tất nhiên bây giờ nếu các bạn vô xem chi tiết thì chúng ta vẫn chưa có chiến dịch nào, điều đó tức nghĩa là hiện tại TikTok vẫn chưa phát chiến dịch ra. Nhưng mình sẽ chi tiết cụ thể cho các bạn là những cái này nó là cái gì. Ví dụ như TikTok lâu lâu họ sẽ có những cái chiến dịch để chúng ta có thể tăng lưu lượng truy cập và thúc đẩy doanh số của các bạn. Thì TikTok sẽ thông báo cho các bạn có thể tham gia vào chiến dịch đó bằng cách là các bạn sẽ theo luật chơi TikTok. Ví dụ TikTok muốn các bạn giảm bao nhiêu phần trăm đó thì các bạn theo luật chơi của họ, y chang như các bạn kinh doanh cho Shopee vậy đó. Còn không á, thì lâu lâu TikTok sẽ có những cái đợt mà gọi là Super Stream, có nghĩa là họ sẽ có những chiến dịch phát trực tiếp. Và bạn với cương vị là có sở hữu tài khoản TikTok Shop, bạn có thể đưa sản phẩm của bạn tham gia vào trong những cái chiến dịch Super Stream của TikTok. Thì như vậy bạn có thể gia tăng được cái khả năng bạn bán được hàng nhiều hơn. Thì hiện tại TikTok vẫn để ở đây là tính năng thôi. Khi nào TikTok có chương trình thì họ sẽ thông báo cho các bạn ngay trên tài khoản TikTok Shop của các bạn nha. Đó, rồi. Ở đây là một cái phân tích dữ liệu để cho các bạn có thể nắm được cái những cái quá trình kinh doanh của các bạn về tổng quan, số lượng người mua, doanh thu, hay là phân tích nhà sáng tạo của các bạn. Là có nghĩa là cái tài khoản TikTok Shop của các bạn, bạn cũng có một cái profile TikTok đúng không, thì bạn sẽ làm video được bao nhiêu lượt theo dõi, rồi sản phẩm up lên như thế nào, doanh thu tạo ra như thế nào, rồi cái phiên phát trực tiếp của bạn tạo ra doanh thu như thế nào. Sau này các bạn cũng có thể dùng tài khoản TikTok Shop này để các bạn phát trực tiếp, và khi mà các bạn live stream, các bạn gắn link sản phẩm vào trên live stream của các bạn để các bạn tạo được đơn hàng luôn. Và đây chính là cuộc chơi của live stream commerce mà mình đã nói trong những video trước đó nha. Nếu như các bạn tham gia TikTok Shop mà các bạn còn có tư duy về mặt là xây dựng một hệ thống như các bạn streamer hay là live stream với TikTok Shop của các bạn, thì cái khả năng các bạn tạo được đơn hàng là cực kỳ khủng khiếp. Chúng ta được chứng minh điều đó qua Đồ Duyên rồi. Đồ Duyên có những bạn live stream có thể kiếm được doanh thu, nếu mà tính ra là có thể tính ra tiền tỷ luôn. Và Việt Nam vẫn đang đi theo cái hướng đó của bệnh viện Đồ Duyên của Trung Quốc, và chúng ta cũng phải tư duy như vậy. TikTok Shop bản chất là chúng ta phải tư duy là làm cái video tạo đơn hàng hoặc là live stream để tạo đơn hàng. Và tất cả những phần phân tích này để chúng ta phân tích dữ liệu là cái hiệu quả của cái việc chúng ta làm nó có ok là hay không. Rồi, ngoài ra một số khác như là phân tích live stream, sản phẩm, phân tích video thì các bạn có thể tự mò. Tóm lại, toàn bộ tính năng này là y chang như là chúng ta đang quản lý một cái sàn thương mại điện tử thực sự. Và TikTok sẽ trở thành một công cụ giúp cho chúng ta có thể get được traffic, nghĩa là chúng ta có thể tạo được những video thú vị và từ đó có traffic vào trong cái shop chúng ta để họ mua hàng. Đó là cuộc chơi.
Tất nhiên sẽ có một cái thứ nữa là traffic ngoài sàn, đúng không? Traffic ngoài sàn tức là ngoài cái việc là các bạn có cái tài khoản TikTok của các bạn đăng video lên để điều hướng traffic người dùng về trên TikTok shop của các bạn, thì chúng ta còn có thể làm một thứ là tiếp thị liên kết. Mình có thể xây dựng ra những cái chương trình tiếp thị liên kết cho những cái tài khoản TikTok shop creator khác. Nghĩa là sẽ có những bạn cá nhân, các bạn làm những cái kênh nội dung như là review sản phẩm, những kênh nội dung như là chia sẻ kiến thức về mỹ phẩm, chia sẻ kiến thức về ABC cái gì đó, thì những bạn đó là nhà sáng tạo nội dung đơn thuần. Và nếu như các bạn là một TikTok shop seller, các bạn có thể tạo ra những cái chiến dịch affiliate cho sản phẩm của các bạn. Ví dụ như các bạn chiết khấu cho những bạn creator đó 10%, 20% hay là 30% giá trị đơn hàng, thì các bạn có thể thông báo với những bạn creator mà muốn hợp tác với các bạn về cái chương trình đó, và họ sẽ làm những cái video. Những cái video đó sẽ nói về sản phẩm của các bạn, review sản phẩm cho các bạn, và khi mà họ phát sinh được đơn hàng thì bạn chiết khấu lại cho họ 20-30%. Tất nhiên là cái đơn hàng đó vẫn được hiển thị ngay trên cái tài khoản TikTok Shop Seller Center của các bạn luôn. Và đây là cuộc chơi, mình gọi nó là traffic ngoài sàn của TikTok Shop. Mình phải áp dụng cái này cho câu chuyện mà chúng ta phát triển kinh doanh một cách diện rộng nha các bạn. Hiện tại mình nhấn vô cái affiliate TikTok này, nó đang bị xoay vòng vòng rồi, có vẻ như mạng nó hơi lắc, các bạn thông cảm nha. Nhưng mà về mặt cơ bản á, thì khi bạn click vào đây á, nó sẽ ra một cái trang quản lý. Lúc đó các bạn có thể tạo được những cái chiến dịch của các bạn, bao gồm là sản phẩm nào mà các bạn muốn làm affiliate này, rồi bao gồm là cái phần trăm mà các bạn muốn chiết khấu là bao nhiêu phần trăm này, và cũng như các bạn muốn chỉ định phân quyền cho creator nào là creator đang hợp tác với các bạn luôn. Hiện tại giống như thông tin mình được biết, cái này là mình biết nha, mình chưa có chắc nha. Có nghĩa là tài khoản TikTok Shop Seller chỉ được có khoảng 10 những bạn creator tham gia vào chương trình affiliate thôi. Nhưng mà cái này là thông tin mình được biết và chưa được confirm nha. Mình chỉ nói ra dưới quan điểm là cá nhân thôi. Mình nghĩ là chắc chắn sau này nó sẽ có được một số lượng nhiều hơn. Còn tạm thời hiện tại thì mình chỉ biết là 10. Nếu video này mình up lên tới đây, mình up lên hôm nay và các bạn đang coi video này là của một năm về sau thì có thể là số lượng này đã khác rồi. Cho nên là các bạn coi, các bạn nhớ sàng lọc lại thông tin nha. Rồi, ok, đó là mình đã chia sẻ xong cho các bạn về những cái được gọi là tính năng của TikTok Shop Seller Center. Cuối cùng, bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về những cái lưu ý khi mà các bạn sử dụng TikTok Shop để mà các bạn kinh doanh hay các bạn kiếm tiền, thì nó sẽ có những lưu ý như thế nào. Đầu tiên á, chủ shop kinh doanh, các bạn là doanh nghiệp, các bạn lên TikTok Shop để các bạn có thể kinh doanh được. Chắc chắn rồi, các bạn cần phải có một cái profile TikTok, bạn phải có một cái kênh TikTok có được những cái nội dung hiệu quả để mà các bạn có thể kinh doanh và bán hàng. Tất nhiên là để điều hướng traffic về trong cái câu chuyện là người dùng người ta vô cái TikTok Shop của các bạn để người ta mua hàng, đúng không? Thì lúc này các bạn cần phải triển khai nội dung. Nhưng mà mình biết rằng á, nhiều chủ doanh nghiệp sẽ có một cái vấn đề là ok, bây giờ ví dụ như nhân sự của mình không có, mình không có đủ nhân sự để làm sáng tạo nội dung, thì mình làm như thế nào cho nó hiệu quả, nó được tinh gọn hay là nó được ổn áp được. Thì mình có một cách như thế này, mình đã triển khai cho cái bạn Kinh Kim này nè, mình mới triển khai gần đây thôi. Mình triển khai một cái thứ gọi là KOC Channel Building, tức nghĩa là mình sẽ sử dụng những cái bạn nhà sáng tạo nội dung khác, những bạn đó được gọi là KOC, và những bạn đó là những bạn có những cái nội dung có liên quan về cái sản phẩm mà nhãn hàng hoặc là chính bản thân các bạn đang kinh doanh, và các bạn sẽ cho các bạn một cái đề tài, ví dụ như là review sản phẩm này hay là sử dụng sản phẩm này một cách thú vị nhất, thì các bạn KOC đó, các bạn sẽ quay video và trả lại video cho các bạn, đúng không? Tất nhiên mình sẽ không cho các bạn KOC đó đăng video lên trên cái kênh TikTok của các bạn KOC đó, bởi vì mình sợ cái lỗi re-up, thì mình sẽ lấy video của các bạn đăng lên trên kênh TikTok profile của mình để mình kéo traffic, kéo lượng truy cập về trong cái tài khoản TikTok shop của mình. Và đó là cách làm. Khi mà các bạn làm như vậy á, thì thứ nhất các bạn không cần phải tốn công media, đúng không? Các bạn không cần phải xây dựng cả một ekip media ở nhà để các bạn quay video. Các bạn cũng không cần phải tốn công tìm người quay cho các bạn. Mà trong khi nếu mà các bạn tin vào một cái người viết kịch bản thông thường hay là một người đã từng làm sáng tạo nội dung trên TikTok rồi, thì câu trả lời của mình là mình tin những người đã từng làm sáng tạo nội dung ở trên TikTok rồi. Và chỉ cần mình làm như vậy thôi, thì mỗi một video mình có thể là trả cho các bạn ấy từ 1 triệu, 2 triệu, hoặc có những bạn là 500 ngàn, 1 triệu gì đó vân vân. Tùy vào cái mức các bạn deal, thì mình đã có video đăng lên trên TikTok của mình. Và những cái video đó là những video thật sự có thể tạo được chuyển đổi đơn hàng. Bọn mình cũng có thể giúp cho các bạn tìm được những cái bạn KOC đó, listing cho các bạn những bạn KOC đó, thậm chí là sử dụng xây dựng luôn cả một chiến dịch nội dung cho các bạn KOC đó, cho kênh TikTok của các bạn luôn vẫn được. Và đó là dịch vụ của tụi mình. Nhưng mà các bạn vẫn có thể dựa theo cái tư duy này, các bạn tự triển khai cũng ok nha. Rồi, còn đối với những cái bạn nào mà là nhà sáng tạo nội dung đơn thuần, các bạn muốn kiếm tiền từ TikTok Shop, các bạn muốn làm affiliate, thì các bạn cần phải làm gì? Đối với mình, nó phải bắt đầu từ một cái đam mê tiêu dùng sản phẩm của các bạn. Bản thân các bạn có thể làm TikTok để giải trí, đúng không? Các bạn có thể nhảy nhót gì đó, từng đêm la chơi TikTok vui, ok. Nhưng nếu các bạn làm như vậy thì mình cái khả năng mà các bạn tạo được doanh thu, các bạn tạo được tiền á,
thì nó sẽ gần như là bằng không, trừ khi nào mà các bạn quá nổi tiếng đi. Ví dụ các bạn nhảy, các bạn làm tấu hài mà các bạn có cả triệu follow, các bạn có 10 triệu follow, mười mấy triệu follow, thì lúc đó các bạn cái tính nhận diện các bạn quá cao, các bạn có thể nhận booking. Nhưng nếu như các bạn là người mới, các bạn chỉ có những kênh mà 10.000, 20.000, 100.000 follow thì làm sao để kiếm tiền? Thì cái cách duy nhất các bạn có thể làm là xây dựng những cái nội dung có sức ảnh hưởng đối với người tiêu dùng trong một ngành hàng. Ví dụ các bạn làm review về mỹ phẩm, các bạn làm review về thời trang, các bạn xây dựng, bạn là một người chuyên gia có kiến thức về một ngành hàng nhất định và có sức ảnh hưởng với người tiêu dùng. Và khi các bạn làm được những nội dung đó trên TikTok, các bạn xây dựng được một profile TikTok có khả năng ra được đơn hàng, thì bạn hoàn toàn có thể đăng ký làm affiliate với những cái nhãn hàng có TikTok shop khác về thời trang, về mỹ phẩm vân vân, để các bạn có thể bán hàng cho họ và nhận được phần trăm. Hoặc thậm chí các bạn có thể livestream và bán hàng cho họ để nhận được phần trăm. Và đây là cái cách các bạn tư duy, các bạn kiếm tiền phải xuất phát từ cái việc các bạn đam mê về tiêu dùng một sản phẩm nào đó, các bạn có kiến thức về tiêu dùng một sản phẩm nào đó, và các bạn làm nội dung để cho những người tiêu dùng sản phẩm tin vào các bạn, tin vào lời khuyên tiêu dùng của các bạn. Thì như vậy các bạn mới có thể tạo được cái thu nhập tốt ở trên TikTok thông qua cái việc là các bạn có TikTok shop. Và các bạn nhớ nha, những cái bạn KOC hay là những bạn nhà sáng tạo nội dung, để đăng ký được TikTok shop các bạn phải có trên 10.000 follow. Và thông thường bây giờ TikTok vẫn chưa mở cho các bạn một cái thứ gọi là link để các bạn đăng ký trực tiếp, mà các bạn phải thông qua agency partner hay là thông qua những cái MCN. Nếu các bạn đã tham gia MCN rồi thì các bạn có thể nhắn với MCN của các bạn để được lên TikTok shop. Hoặc các bạn chưa, hoặc là các bạn mới bắt đầu, thì các bạn có thể nhắn tin với mình qua fanpage. Mình sẽ để đường link fanpage ở phía bên dưới để các bạn nhắn tin tương tác với mình, mình sẽ hỗ trợ các bạn. Nhưng mình chỉ hỗ trợ một, gọi là hỗ trợ 100% và cố gắng hỗ trợ các bạn làm tốt nhất khi mà các bạn đã là thành viên trong khóa học TikTok channel building của mình thôi nha. Cái điều này là để mình cân bằng được quyền lợi của các bạn đã từng bỏ tiền cho mình. Tất nhiên là người ta bỏ tiền cho mình thì mình phải hỗ trợ người ta nhiều hơn, còn miễn phí thì đôi khi mình chỉ có thể cho các bạn tư duy, cho các bạn cách làm thôi, chứ không hỗ trợ trực tiếp 100% được. Cái này là mình fair với nhau, mình công bằng với nhau để mình hiểu nhau nha. Ok, và đó là những cái lưu ý khi mà các bạn muốn triển khai TikTok shop. Và vẫn còn lần nữa mình khẳng định là các bạn, TikTok shop là một trong những cái rất là tiềm năng, có thể thay đổi là toàn bộ cuộc chơi của social commerce và thương mại xã hội. Tức nghĩa là ngày xưa thương mại xã hội hay social commerce, chúng ta chỉ có thể bán hàng thông qua tin nhắn ở trên Facebook, chúng ta có thể bán hàng thông qua việc là để cái đường link ở trên YouTube và người ta chạy về sàn thương mại điện tử để mua hàng, đúng không? Thì bây giờ social commerce sẽ là cuộc chơi mà người dùng có thể mua hàng trực tiếp ngay trên nội dung mà các bạn đăng lên luôn. Và TikTok shop đang làm được cái điều đó, cho nên mình nghĩ rằng đó sẽ là một tiềm năng cực kỳ lớn để các bạn bắt theo xu hướng này. Và hãy cố gắng tập trung vào câu chuyện nội dung, bởi vì TikTok đến cốt lõi của nó là các bạn làm nội dung hay, làm nội dung thuyết phục thì các bạn có view và các bạn có đơn hàng. Thế thôi, easy như vậy thôi. Cho nên toàn bộ nội lực của bạn phải tập trung vào nội dung. Còn lại những công cụ á, những cái thứ được gọi là công cụ nền tảng, thì TikTok shop sẽ cố gắng làm cho các bạn có những cái công cụ cực kỳ đơn giản rồi. Thậm chí nếu các bạn phát triển lên mức cao hơn thì lúc đó các bạn có thể thuê nhân viên làm cho bạn, thuê dịch vụ làm cho các bạn, không cần quan trọng gì hết. Cuối cùng cốt lõi nó vẫn là nội dung thôi. Hãy tập trung vào nội dung thì bạn sẽ thấy được giá trị của nó. Đó là cái lời khuyên cốt lõi của mình dành cho các bạn nha. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ kết thúc video này ở đây. Các bạn media chờ mình quá lâu rồi, nó năn nỉ mình tắt video đi. Rồi, hy vọng là những cái video như thế này sẽ giúp ích được cho các bạn. Các bạn hãy nhớ ấn subscribe kênh YouTube channel của mình để nhận được những video mới hơn. Hoặc là các bạn có thể vào MeaShare, các bạn đăng ký nhận email của mình hàng tuần để các bạn cập nhật thêm những xu hướng mới, những trending mới trong lĩnh vực marketing và kinh doanh tự do nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình là Mea, bye.